tàng truyền ngũ giới bát giới cho cư sĩ có hợp lẽ không? Khi mà sư nghiên cứu tạng luật ấy, nó có một vài cái thuật ngữ, ví dụ như vị tỳ kheo phạm trọng tội thì không có được làm cái này, không được làm cái kia, không được tham dự cái này, không được tham dự cái kia. Thì sư mới nhờ ngài chánh thân là vị dịch cái tạng luật ấy, để ngài định nghĩa giùm là cái trọng tội nó là cái gì. Thì ngài chánh thân ngài mới trả lời cái trọng tội tức là bốn cái tội bất cộng trụ, tức là khi mà phạm bốn cái bất cộng trụ đó mình mới không được tham dự những cái tăng sự. Thì như vậy dù là một vị phạm tăng tàng nha, một vị phạm tăng tàng, vị đó vẫn có khả năng truyền cụ túc giới cho người khác. Lấy ví dụ như thế này, một nhóm 20 vị tỳ kheo phạm chung một tội tăng tàng không thể sám hối với nhau được, mà bây giờ các vị đó muốn trong sạch thì có một cách, đó là truyền cụ túc giới cho 20 vị tân thọ tỳ kheo. Thì khi 20 vị tân thọ tỳ kheo đó thành tựu rồi, 20 vị này quay trở lại xin thọ, xin sám hối tăng tàng. Đó là một cách. Cho nên là ngay cả việc thọ cụ túc giới vẫn còn được thì nói chi đến cái chuyện mà truyền ngũ giới hoặc truyền bát giới. Nhưng mà có một vài cái vấn đề sư lưu ý như thế này, tức là một vị phạm giới mà vị đó vẫn còn tàm úy, tức là vẫn còn biết ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn với tội lỗi, thì nó khác với một vị mà không còn tàm úy nữa, tức là không còn có sự hổ thẹn với tội lỗi, không còn có sự ghê sợ tội lỗi nữa. Đối với sư nha, đối với sư nha, một vị mà vị đó lỡ phạm tăng tàng mà khi khi phạm á, vị đó kín đáo và vị đó hổ thẹn kín đáo và hổ thẹn, với cái suy nghĩ là không muốn làm cho người cư sĩ khi bị mất niềm tin khi mà phát hiện, thì vẫn tốt hơn một vị nghe nhạc mà mở công khai. Cái tội nghe nhạc á, cái tội nó xin thưa so với tăng tàng nó nhẹ hơn tăng tàng rất là nhiều, nhưng mà nghe nhạc mà mở công khai đối với sư là hết thuốc, tại vì không còn tạm úy nữa. Nó khác cái thái độ đối với sư nha. Cái chuyện anh giữ được giới hay không nó không quan trọng bằng cái thái độ anh có coi trọng giới hay không. Thà đó anh coi trọng giới mà anh không giữ được giới, anh biết chuyện đó, anh hối hận, anh sám hối, anh còn biết sám hối. Cái người mà còn biết coi trọng giới đó, thì khi họ phạm giới họ còn biết sám hối. Còn cái người mà họ không còn tàm úy nữa thì cái chuyện gì họ cũng dám làm, nó thẳng ra như vậy. Thành ra đối với sư thì cái thái độ của anh đối với giới nó quan trọng hơn. Còn đương nhiên là phạm bất cộng trụ thì không còn gì để nói nữa ha. Những quý vị hỏi cái này coi như ngoại lệ ha. Thôi, để bất công sao bì, bất công sao bì thì có vị được có vị không được. Thì thành ra là quý vị vui lòng gửi câu hỏi vào ở trong cái liên kết chi tiết video đấy,
ở cuối cái chi tiết video nó có cái đường liên kết gửi câu hỏi đó, quý vị gửi vào ha, chứ để mất công rồi mọi người nói sư thiên vị trả lời cho vị này trước vị kia trước, nó kỳ lắm.